DCM1X nhá. Máy này thì bị lỗi sôi tiếng, ra loa rất to, sôi ra tất cả các ngõ. Đã đọc phích ok rồi. Đối với cái dòng này thì mình sửa cho anh em lái buôn rất nhiều. Còn các cái pan bệnh, các cái lỗi thường gặp sẽ là sôi, sôi tiếng, mất nhạc, mất mic, rè nghẹt, lỗ tiếng, tiếng ra nhạc nó kèm theo cái tiếng ép phích, mở nhạc nó không là âm thanh cho ra tất cả ngõ này, nó sẽ bị cái dạng là bị lỗ về cái đường nhạc lạ. Ví dụ chúng ta cấp nhạc vào mở to nhỏ nó vẫn cứ kèm theo cái tiếng nó cứ nhại nhại vào ngoài này. Một số pan thì sẽ báo lỗi warning only 00th user này, một số trường hợp sẽ bị mất tiếng này. Có một số trường hợp sẽ mất tiếng, một số trường hợp không liên nguồn. Zoom mic. Đấy. Pan khó nhất trên cái dòng này là bật lên là báo lỗi warning only 00th user chấm than. Đó, thì mọi người cần hỗ trợ sửa cái lỗi này cứ lên thì mình sẽ tư vấn theo số máy mình để lại trên tiêu đề của video để gặp trực tiếp đặc biệt. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi hàng ngày mình sẽ cố gắng cập nhật các video về chia sẻ hướng dẫn dễ được sửa chữa lỗi các cái dòng máy lên trên kênh cho mọi người cùng tham khảo nha.